Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh Trung Trĩ Râu nha các bạn. Cảm ơn các bạn trong một năm qua và những năm trước đó các bạn đã ủng hộ cho tất cả anh em tụi mình trong kênh Trung Trĩ Râu. Một năm làm việc vất vả thì anh em tụi mình cũng dành dụm được một ít để ngày hôm nay anh em cùng nhau tổ chức một cái buổi tất niên, mời những cái ân nhân, mời những cái người yêu quý team và mời những cái người đã đồng hành cùng với team đến với cái bữa tiệc ngày hôm nay. Thì nói chung khi mà anh em mình làm cái video này các bạn, anh em mình cũng rất là bất ngờ. Bản thân mình cũng không nghĩ là anh em mình lại trao lớn như vậy nha các bạn. Đó, thì quán đầu xoăn đây. Xoăn đầu quán. Quán đầu xoăn luôn. Đi trang đâu? Bà tới giờ hả? Thì đúng đây các bạn nha. Ký tờ giấy nha các bạn. Anh em mình sẽ ký giấy nợ và sau đó ai là người tính mới là điều quan trọng. Vợ chồng bắt giá đã tới các bạn. Vậy là team mình đã tới đầy đủ rồi nha các bạn. Thì bây giờ là mình chỉ còn việc là đón khách. Anh em sẽ vô trong coi thử là anh em tụi mình là ngày hôm nay tiếp đón những vị khách nào nha các bạn. Mở trước không? Nhảy vũ điệu lằng lẽ. vô anh em. Thì mình sẽ vô mình coi thử ở phía trong hiện đã có ai nha các bạn. Mà hình như là cũng chưa có ai hết á. Quên lấy gì khó xe vậy, đỡ mất cái xe, xe mấy chục triệu. Quay lại. Thầy giáo nghĩa nha các bạn. Cái này mập dữ mày. Thì mình sẽ đứng đây mình đón khách nha các bạn. Chào được các bạn. Được, mình đón. Đây, bé mình sẽ quay. Fashion Nick Day, đây là ca sĩ ở bên Mỹ vậy nha các bạn. Ôi ôi. Chưa. Đây là chị Rô Đen nha các bạn. Trời ơi. Nhận không ra luôn á trời ơi. Ở đây là ông thầy. Ông thầy hiếc áo nha các bạn. Không chớ vợ chào anh. Không, ông chơi với con bé ở TV là hơi. Đây là anh rể của Tiên Kiêu nha các bạn. Chúc mừng Tiên, chúc mừng Tiên. Cậu mợ với em của bé Thủy. Thì đây là cậu mợ mười của bé Thủy với lại em trai của bé Thủy nha các bạn. Cậu chưa? Tuyệt vời. Vô luôn đi. Vô luôn chứ. Chị giá vô xếp xếp bàn đi. Thì ok các bạn nha, lực lượng của team NBL. Anh chưa? Thì bây giờ là đón tiếp Copmat TV. Đâu dám điện mình. Đâu dám điện mình. Đâu biết nữa anh trai gì vậy. Thì anh Copmat TV anh đó nha các bạn. Với lại Copmat TV này vô. Với lại là tức lỡ đây nha các bạn. Thì ông Copmat được ông Copmat chứ. Ông vô ngồi vô mặn thiết áp ơi trời kìa. Bye bye anh. Bye bye. Vợ cái mé thấy mất không? Cái đầu mẹ vợ của anh mấy đó. Em hai vai em đừng có vợ cái đồ kẹp hay sao đi không? Sao? Thì bữa nay rượu dẫn người yêu đi chơi nha. Ủa em mặc đồ kẹp sao vậy? Kẹp xanh vậy. Biết là rượu đủ mấy. Bạn là bạn thấy nha. Anh bạn thấy nha mà. Dẫn mấy phụ nữ vô ngầu. Vậy đó anh hiểu nè. Đó con mày không rồi cốt mé vậy. Nè chúng tao hai giọt nước này mà thấy. Một giọt nước lạ. Dạ bên cạnh là L. Thì anh em mình chào đón L với lại vợ L nha các bạn. Đó mấy anh em. Hát mơ màn hay hát ai màn. Chục máy dài mà ông hai mà đi mất xe. Xe không nữa đi bị ôm này không chắc làm gì. Anh em chụp hình cho. Chụp hình này anh. Ừ. Thảo vô không, tức là anh em mình đứng từng bàn mình chụp là được rồi. Ủa sao em chơi gì đâu? Mẹ con mà biết không, nó tự nhiên mà ai biết. Được rồi. Đây, thì em lấy ghe nha các bạn. Khách cũng đã lắp gần gần đầy rồi nha các bạn.
Over thì đi dạy đi hơi muộn các bạn, bộn bờ công việc nó nhiều, chiều đóng gà thẻ dịch đồ giải cho nên là nó cũng này uống nhiều nha anh em. Dạ dạ. Thắng cụ với con chim ở chờ mày nãy giờ mà vô ngầu ấy, vô ngầu ấy. Mọi người anh em cũng đẻ tao nha các bạn. Cỡ lấy ra đạo gì không? Cỡ lấy đạo gì không? Ai vậy? Mày. Mày quay ơi, quay đi. Quay ông ơi. Quay coi cho mày. Quay coi, quay coi. Quay đi. Vâng, mở đầu tiệc tất niên chào xuân 2024, tạm biệt năm 2023 của nhóm Trung Trẻ Trâu chiều hôm nay. Ngay lúc này xin mời tất cả quý cô chú anh chị chúng ta cùng lắng lại một xíu, chúng ta cùng thưởng thức một đoạn clip do team Trung Trẻ Trâu thực hiện. Nhiều vị khách có tới là chưa tới hoặc là bận chưa qua được, cũng có gọi là chúc anh em, nhưng mà việc đó như là việc nhỏ thôi, thì cũng mong tất cả mọi người ngày hôm nay vui vui hết mình, mọi chuyện còn lại đỡ tem Trung Trẻ Trâu lên được mọi người lên. Thì hồi nãy giờ cái hình ảnh hồi nãy giờ mọi người coi lên đây á, là nói thiệt là nó cũng hay lời của Trung ạ, nó tốt gọn hết tất cả mọi thứ buồn vui sướng khổ anh em đã từng trải qua với nhau. Thì cũng cảm ơn những quý anh chị đã luôn luôn đồng hành và giúp đỡ Tem Trung Trẻ Trâu vô điều kiện. Thì một lần nữa xin cảm ơn rất nhiều, xin cảm ơn đã đồng hành cùng anh em ạ. Thì xin nhường lời lại cho từng thành viên một ở trong Tem ạ. Trước tiên là thôi mình từ trái sang phải đi. Xin chào tất cả mọi người, thì đầu tiên em muốn nói á, là em cũng cảm ơn tất cả anh em, bạn bè, các anh chị ở đây đã ngồi lại đây cũng vào cái ngày này. Thì đây cũng là lần đầu tiên cái tem này làm cái tất niên. Thì cũng như Trung đã nói thì là cũng không phải tất niên gì, mà đây cũng là một cái ngày cũng cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ và ủng hộ anh em. Thì em cũng được các anh em tin tưởng giao phó cho chức vụ trong kênh Hùng Quỷ đó. Thì em có huy động anh em thì cũng chút chút, thì cũng mời mấy anh mấy chị cùng cái bàn tiệc ngày hôm nay. Thì xin có cái gì mà không vừa ý á, thì mong mọi người bỏ qua. Lần đầu tiên thì em tên là Bé Hiến, thì cũng mong mọi người một buổi tối thật là ngon miệng. Chúc mọi người cuối năm rồi thì anh uống rồi đã đừng cẩn thận là được. Đỡ một vui nào á thì cũng phải vui vui hết mình nha mọi người. Thì hay là muốn nói thì em nhường lời lại cho anh Riêu. Hay là muốn nói nhường lời nhanh vậy.
cảm ơn tất cả mọi người. Hôm nay mới có việc nó có nút về nâng tất cả các em với kia năm nữa để đến tham gia buổi tiệc ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người. Rồi, xin chào tất cả mọi người. Thì tất cả các lời vàng ngọc của tất cả anh em đây cũng vừa nói rồi, thì thôi mình cũng không có nói gì những cái lời nào nó cao hơn nữa. Thì cũng xin chúc mọi người có mặt hồi hôm nay có một buổi tối thật là ngon miệng, không say không về nha. Một số tay thật to thật nào nhiều là chúc mừng nhóm năm anh em trong nhóm Trung Trẻ Trâu với những lời tri ân rất hay và tràn đầy ý nghĩa. Dạ không, nán lại sân khấu giúp em chút xíu. Nói chung là thay mặt cho tất cả quý cô chú anh chị chúng ta ngồi dưới này cũng chúc cho nhóm của anh Trung luôn luôn gắn kết và yêu thương, gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong 2024. Thì để chính thức mà khai tiệc ngày hôm nay nè, là xin mời tất cả quý cô chú chị chúng ta ngay lúc này hãy rót tràn đầy những chiếc ly ở trên bàn của mình ạ. Nâng ly thật cao, đồng thanh hô thật lớn để thấy lời chúc mừng được không ạ? Chúng ta có mặt ở đây cũng là nhờ những cô vợ thỉnh xem lên sân nhỏ anh em biết đâu. Đây là một cái lỗi kỹ thuật bấm nhầm bài. Tao mà rô bé đi, mặt lắm, bé hát dữ lắm. Hát dữ lắm ấy. Đây, nhíp anh nha. Ở đâu em? Bé, bé, chỗ nào, địa chỉ chỗ nào chứ? Trung, kỷ niệm nào mà xíu nữa em sẽ xong ra với chị để quay lại. Quay lại kỷ niệm nha.
chụp kia. Xin cả các sư em. Lớn chưa? Không, hồi xưa chị có trẻ cá sơ cho mình nhưng mà mình không nhận. Mình không nhận nha các bạn. Vỗ tay, vỗ tay. Ngồi chào đi, hai chị em ngồi chào. Ngồi chào đi. Phải không MC đâu giờ ngồi hát sạch nha. Ca sĩ nghĩ đâu không ngồi, lại không không. Sao đi về trước rồi, sao đi? Tại sao đi vậy? À, chị xô ấy. Chú ra kia. Đại minh tinh của ca sĩ Văn Mày Người. Đang quảng cáo. Muốn ăn. Cái này là một cái khúc mà tên Đại minh tinh. Thank you.
Được rồi, tao đứng này nãy giờ hè đồ. Ông đang đúng không? Tao nhẹ rồi. Mày ấy là ai? Là ai? Nhưng mà phải hát nhạc nhẹ nha, nhạc nhẹ là không có được. Múa gì? Hát bài gì? Bài vũ điệu lằng lé mày chết cho tao hả? Trời qua mà máy máy người ơi. Trời qua mà máy máy. Tao nói mày không có máy là không có cô. Nói nhỏ này, ngu MC ngon không? Nói nhỏ 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 vợ nghe. Mà mấy chị em phụ nữ đi nha. Mày cầm mày quay.
thì hôm nay là hẹn gặp thì bị giúp vui một khúc là tên không được khác nha để vui đại não là không được khác đúng không chỉ có là nghe tay người ta nói chung mời các cậu các chú các anh cùng tìm mình chỉ thơ hãi đôi mắt kinh ngạc chiều dài ngày mai hát xin lời vời ai làm mẹ cho khi ta ai lắm lắm cô mẹ vợ hoa ai làm mẹ cho ta là sợ tao nó xấu nó sợ mày nó xấu nó xấu quá sợ nó xấu rồi kêu qua cho vợ lấy với mày sợ vậy mô phà tết anh đi ở đây còn tết luôn đúng không có mai đây rồi mai đây rồi mai tết có gì hả anh vô là vô mày công an đang làm hả đi thằng hiểm ra mai đâu ra ngoài Việt Nam ra ngoài kêu cái bạn gặp luôn mày hiểu không ông gia cái gì tắt xe rồi kêu công an gì quay gì quay gì đây sao ý là ông có hát không không chờ tao uống rồi chứ tao hát đợi chủ cần hát bài vui vậy hát dữ ôm hát rồi đụng vợ chưa chứ nghĩ sao biết ông chứ em hát dữ mà sao hát chung với ông rồi đâu sao đâu đen cấp tí em hát riêng rồi đâu có hát không đâu quay nhau không đâu quay nhau đang quay giang vô hát sao đâu tôi hát cái tao được đâu ra ngoài ngủ ngồi cá chạng ngồi cá chạng ê bất liên mà ngủ lắm vậy là kêu ấy là ra ngồi cá chạng ngủ kêu máy ghi vô ngủ ờ cá chạng massage gì còn gì còn làm cái video tao mày đúng không đây tao luôn không thôi không có gì không có gì không có gì đâu quay tao nói lỡ chứ không không đây là mấy cái video mấy ủa bên đây cái gì mà hùng hồn vậy
rồi. Sức khỏe dồi dào nha anh chị. Mà đi ông bà giám đốc cày heo không phải nói chuyện gắt chưa. Rủ cái thằng nào mà sáng tác bài đây? Ừ. Anh nói anh miệng anh gơ quá anh nào. Lấy mấy đèn chút xíu đi. Cái đủ em mày đưa. Mấy vô đâu miệng tao mày. Thôi bây giờ anh em lên gọi nhờ một người quay đi. Nhờ thằng Thu. Thu. Quay giùm giúp anh em cái nha. Đừng buồn nha. Rồi đó bây giờ. Có ngại được đây. Mày tao mà ngại với mày. Đúng mày quay không cũng ngại. Quay tao cái vô. À. Em có một bài rồi. Bài gì? Người đến từ Triều Châu. À nhì à... Thầy bông dáng ai để hành ra chồng. Cái bài ông đó rồi hả? Ta. Đó, cái bài đó, đúng không? Quay mày sát này, hỏi nào rồi. Tối gì rồi cái đây không? Của chồng của mày, mày hỏi mấy câu mày đủ mấy cái thằng hai phai. Mày có hỏi mấy câu tào lao nha. Mày em sao mà tốt lại có đại ông ừ. Đại ông bị đại ông Let's go together.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
kỷ niệm cũ. Bạn tôi ơi xin hãy nhớ đến nhau. Tình bạn là khi chúng ta biết quan tâm thật nhiều, không tính toán. Một ánh mắt lo lắng khi bạn nhìn thấy tôi mất đi niềm tin. Tình bạn chúng ta thật quý biết bao nhiêu. Gọi tên tôi nghe bạn thân hỡi, có tôi luôn cùng chia sẻ, để rồi ta lại có thêm niềm tin. Gọi tên tôi nghe bạn thân hỡi, lúc cô đơn cần tôi đến, khi vấp ngã sẽ có tôi bên cạnh. Cuộc đời không em tìm trôi mãi, tháng năm bao lần sóng gió, để rồi ta được sớt chia cùng nhau. Gọi